Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Farm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Ivazim 5 được sản xuất tại Agimex Farm, Việt Nam. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Eva Gym 5 cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Eva Gym 5: Eva Bradin 5 mg. Dạng bào chế: viên nén. Đau thắt ngực là gì? Chứng đau thắt ngực là một hội chứng lâm sàng về cảm giác khó chịu hoặc áp lực trước thời gian do thiếu máu cơ tim thoáng qua mà không phải nhồi máu công dụng và chỉ định của Ivazim 5. Điều trị triệu chứng đau thắt ngực ổn định mãn tính ở bệnh nhân người lớn có bệnh động mạch vành với nhịp xoang và nhịp tim bình thường 70 nhịp một phút. Thuốc được chỉ định. Ở bệnh nhân không dung nạp hoặc chống chỉ định với thuốc chẹn beta. Hoặc kết hợp với thuốc chẹn beta ở bệnh nhân chưa được kiểm soát đầy đủ với thuốc chẹn beta. Điều trị suy tim mãn tính Ivabradin được chỉ định trong điều trị suy tim mạn tính từ mức độ NIHA 2 đến 4 có rối loạn chức năng tâm thu. Ở những bệnh nhân có nhịp xoang và nhịp tim 75 nhịp 1 phút, kết hợp với điều trị chuẩn bao gồm thuốc chẹn beta hoặc khi thuốc chẹn beta là chống chỉ định hoặc không dung nạp. Cách dùng và liều dùng của Ivazim 5 Cách dùng Thuốc dùng đường uống Liều dùng Điều trị triệu chứng đau thắt ngực ổn định mãn tính Trước khi bắt đầu điều trị và khi đánh giá hiệu quả điều trị, nên kiểm tra nhịp tim theo chu kỳ, ECG, hoặc theo dõi nhịp tim khi vận động trong 24 giờ để xác định nhịp tim bệnh nhân. Liều khởi đầu khuyến cáo 5mg 12 lần một ngày ở bệnh nhân dưới 75 tuổi. Sau 3 đến 4 tuần điều trị, nếu bệnh nhân vẫn còn triệu chứng và liều ban đầu được dung nạp tốt, nhịp tim bình thường lớn hơn, 70 nhịp 1 phút, có thể tăng thêm liều tiếp theo 2,5mg 12 lần một ngày, nửa viên 5mg 12 lần một ngày, hoặc 5 mg 12 lần một ngày. Liều duy trì không được vượt quá 7,5 mg 12 lần một ngày. Nếu không có sự cải thiện các triệu chứng đau thắt ngực trong vòng 3 tháng sau khi bắt đầu điều trị, nên ngừng điều trị bằng Ivabradin. Ngoài ra, nên ngừng điều trị nếu chỉ có đáp ứng hạn chế triệu chứng và khi không giảm nhịp tim liên quan đến lâm sàng trong vòng 3 tháng. Nếu trong quá trình điều trị mà tình trạng nhịp tim giảm đến dưới 50 nhịp một phút lúc nghỉ xảy ra dai dẳng hoặc bệnh nhân có gặp các triệu chứng liên quan đến nhịp tim chậm như chóng mặt, mệt mỏi hoặc tụt huyết áp, thì phải giảm liều đến mức thấp nhất là 2,5 mg 12 lần một ngày, nửa viên 5 mg 12 lần một ngày. Sau khi giảm liều, cần theo dõi nhịp tim, cần ngừng điều trị khi nhịp tim nhỏ hơn 50 nhịp một phút hoặc các triệu chứng của nhịp tim chậm vẫn tiếp diễn. Điều trị suy tim mạng tính. Việc điều trị chỉ được bắt đầu trên những bệnh nhân suy tim ổn định. Các bác sĩ điều trị có kinh nghiệm trong việc điều trị suy tim mãn tính. Liều khởi đầu được khuyến cáo của Ivabradine 5mg 12 lần một ngày. Sau 2 tuần điều trị, liều dùng có thể tăng lên 7,5mg 12 lần một ngày nếu nhịp tim lúc nghỉ kéo dài trên 60 nhịp một phút hoặc giảm liều 2,5mg 12 lần một ngày, nửa viên, 5mg 12 lần một ngày. Nếu nhịp tim lúc nghỉ kéo dài dưới 50 nhịp một phút hoặc có các triệu chứng liên quan đến nhịp tim chậm như chóng mặt, mệt mỏi, tụt huyết áp. Nếu nhịp tim ở giữa khoảng 50 và 60 nhịp một phút, duy trì liều dùng 5mg 12 lần một ngày. Nếu trong quá trình điều trị, nhịp tim lúc nghỉ giảm liên tục dưới 50 nhịp một phút hoặc bệnh nhân có các triệu chứng liên quan đến nhịp tim chậm, cần giảm liều thấp hơn ở những bệnh nhân đang sử dụng liều 7,5mg 12 lần một ngày hoặc 5mg 12 lần một ngày nếu nhịp tim tăng ổn định trên 60 nhịp một phút lúc nghỉ. Ở những bệnh nhân đang sử dụng liều 2,5mg 12 lần một ngày, nửa viên 5mg 12 lần một ngày hoặc 5mg 12 lần một ngày có thể được chỉnh tới liều cao hơn. Phải ngừng điều trị trong trường hợp nhịp tim duy trì dưới mức 50 nhịp một phút hoặc các triệu chứng nhịp tim chậm vẫn tiếp diễn. Chống chỉ định của Ivagim 5 Quá mẫn với Ivabradin hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Nhịp tim lúc nghỉ dưới 70 nhịp một phút trước khi điều trị. Sốc tim. Nhồi máu cơ tim cấp. Hạ huyết áp nghiêm trọng, nhỏ hơn 91 50 mmHg. Suy si gan nặng. Rối loạn chức năng nút xoang. Block xoang nhĩ. Suy si tim cấp hoặc không ổn định. Phụ thuộc máy tạo nhịp tim, nhịp tim phụ thuộc hoàn toàn vào máy tạo nhịp. Đau thắt ngực không ổn định. Block nhĩ thất độ 3 Phối hợp với thuốc ức chế mạnh Cytochrome Chrome P4503A4 như các thuốc kháng nấm nhóm Azon, Ketoconazone, Itraconazone, thuốc kháng sinh Macrolid, Clatromycin, Erythromycin đường uống, Rosamycin, telithromycin, thuốc ức chế Protease HIV, Nenfinavir, Ritonavir và Nefazodin. Kết hợp với verapamil hoặc diltiazem là những chất ức chế CYP3A4 vừa phải có đặc tính làm giảm nhịp tim. Phụ nữ mang thai, cho con bú và có khả năng có thai không sử dụng các biện pháp tránh thai thích hợp. Lưu ý khi sử dụng ivagim 5. Bệnh nhân hạ huyết áp, thiếu dữ liệu ở bệnh nhân hạ huyết áp ở mức độ nhẹ và trung bình, do đó cần dùng thận trọng ivabradin cho những đối tượng này. Chống chỉ định ivabradin cho bệnh nhân tụt huyết áp nghiêm trọng huyết áp nhỏ hơn 91 50 mmHg. Dung nhĩ loạn nhịp tim, chưa có bằng chứng về nguy cơ chậm nhịp tim, quá mức khi quay trở lại nhịp xoang nếu bắt đầu khử dung tim cho bệnh nhân dùng Ivabradin. Tuy nhiên khi chưa đủ dữ liệu, nên cân nhắc tiến hành khử dung 24 giờ sau khi dùng liều Ivabradin cuối cùng. Sử dụng ở bệnh nhân có hội chứng QT bẩm sinh hoặc điều trị với thuốc kéo dài khoảng QT, nên tránh sử dụng ivabradin ở các bệnh nhân có hội chứng QT bẩm sinh hoặc được điều trị với thuốc kéo dài khoảng QT. Nếu phối hợp này là cần thiết, cần theo dõi nhịp tim một điện tâm đồ của bệnh nhân. Giảm nhịp tim do ivabradin có thể làm trầm trọng thêm sự kéo dài khoảng QT, có thể dẫn đến loạn nhịp nghiêm trọng, đặc biệt là xoắn đỉnh. Bệnh nhân tăng huyết áp cần phải thay đổi điều trị về huyết áp. Trong thử nghiệm sip, nhiều bệnh nhân có cơn tăng huyết áp khi điều trị với ivabradin hơn. 7,1% khi so sánh với bệnh nhân điều trị với giả dược 6,1%. Những giai đoạn này chủ yếu xảy ra thoáng qua trong thời gian ngắn ngay sau khi thay đổi điều trị huyết áp và không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị của Ivabradin. Khi thay đổi điều trị trên bệnh nhân suy tim mạng tính, nên theo dõi huyết áp trong khoảng thời gian thích hợp. Thận trọng nếu sử dụng đồng thời Ivabradin với thuốc lợi tiểu làm giảm kali vì việc thiếu kali có thể gây tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Sử dụng cho người lái xe hành máy móc. Tham khảo ý kiến bác sĩ. Tác dụng phụ của IvaGym 5. Thường gặp. Đau đầu. Thường trong tháng đầu điều trị. Rối loạn nhịp tim. Ngoại tâm thu thất. Dung tâm nhĩ. Chóng mặt. Có thể liên quan đến chậm nhịp tim. Huyết áp không được kiểm soát. Ít gặp. Suy nhược mệt mỏi, có thể liên quan đến chậm nhịp tim. Tăng creatinine máu, kéo dài khoảng QT trên ECG. Chuột rút, phù mạch, phát ban. Buồn nôn, táo bón, tiêu chảy, đau bụng, khó thở. Hạ huyết áp, có thể liên quan đến chậm nhịp tim. Đánh chống ngực, ngoại tâm thù trên thất. Chóng mặt. Nhìn đôi, suy giảm thị giác có thể liên quan đến chậm nhịp tim. Tăng axit uric máu. Tăng bạch cầu ái toan. Hiếm gặp. Viêm da, ban đỏ, nổi mày đay. Cảm giác bất ổn, có thể liên quan đến chậm nhịp tim. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Tương tác. Không được sử dụng đồng thời các thuốc kéo dài khoảng QT Thuốc tim mạch kéo dài khoảng QT, quinidin, Disopyramide, bepridin, sotalol, ibuprofen, amiodarone. Các thuốc không thuộc nhóm tim mạch làm kéo dài khoảng QT, Pimozid, ziprasidin-sectindone, mefloquin, halofanchin, pentamizine-c-suprit, erythromycin dùng đường tĩnh mạch. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm IvaGym 5, đồng thời biết cách sử dụng Ivazim 5 sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.